Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của Ngọc Japan. Xin giới thiệu với cả các bạn các mẫu ghế massage vừa mới cập bến về Ngọc Japan. Hiện tại trên đây giới thiệu với cả các bạn một chiếc MA70, một trong những mẫu rất nhiều anh em tìm kiếm nhé. Đợt vừa rồi có nhiều anh em hỏi nhưng mà mình cũng chưa về được. Thì hôm nay hàng đã về rồi. Thì mình làm video quay cho anh em xem đây. Đây là một trong những mẫu ghế massage được tương đối rất nhiều anh em thích thú, bởi vì kiểu dáng của nó tương đối rất là đẹp. Đấy. Nhất là cái tay vân carbon kia. Thì mẫu ghế massage này là trên 40 triệu đồng. Tiếp theo nữa là một chiếc Furikyo AS960, cũng là một trong những chiếc ghế massage mà lần này mình về mình thấy nó phải nói là đẹp, khá xuất sắc đấy. Không mấy khi mình nói chiếc nào mà đẹp xuất sắc đâu, nên là anh em cứ an tâm là những chiếc nào mà mình đã nói là đẹp xuất sắc thì nó phải là một trong những chiếc ghế tuyển chọn rất là kỹ, cũng như là nó phải còn trên 95%. Đây là những chiếc ghế mà mình chưa vệ sinh nhá, vừa mới về xong, mới chỉ bóc ra thôi. Thì tiếp theo nữa là một chiếc SKS 4600. Chiếc này thì cũng vừa mới cập bến xong. Chiếc này thì sáng hôm qua thì mình cũng có bán một chiếc SKS 4500 đi trên sáng nay, bán đi lên trên Vĩnh Phúc. Còn chiếc 3530 này thì đã có anh khách trên Hà Nội, anh ở bên Cầu Đuống, ngày hôm qua trời mưa gió anh chị cũng đã về Ngọc Japan và cũng đã lựa chọn mua chiếc này. Thì chiếc này mai mình sẽ giao cùng với cả một chiếc IS840 lên trên Hà Nội. Một chiếc tiếp theo nữa là SKS 4600. Đây là bản có sưởi nhé, bản SKS thì bao giờ cũng có sưởi rồi. Và một chiếc vẫn không thể không nhắc tới, đó là chiếc MA97. Tất nhiên những chiếc mẫu MA97 này là một trong những phân khúc tương đối cao đấy, nên so với cái mặt bằng thì những chiếc này về Việt Nam không nhiều. Chiếc này thì dành cho những bác nào mà thực sự có nhu cầu ở phân khúc hàng VIP và phải nói rằng có thể bỏ ra một số tiền tương đối 70 triệu đồng để có thể sở hữu được cái chiếc này. Thì tất nhiên tiền nào của đấy, các bác cứ xác định rằng là những cái mẫu mà dòng phân khúc cao cấp này thì nó phải trên dưới khoảng độ tầm 70 triệu đồng rồi, còn những mẫu dưới kia thì là trên 30 triệu đồng rồi dưới 30 triệu đồng. Thì đây là một số mẫu ghế massage hiện tại đang có tại Ngọc Japan. Những chiếc ghế mà các bạn cảm thấy phù hợp và đẹp thì mình nghĩ các bạn cứ hãy liên hệ với mình, có thể nhắn Zalo cho mình, hoặc nếu mà tốt nhất các bạn nên điện trực tiếp cho mình thì mình sẽ báo giá cụ thể cho các bạn, cũng như gửi ảnh chi tiết cho các bạn. Các bạn nên nhớ nhé, mua cái đồ đã qua sử dụng này thì đôi khi nó như là một cái duyên. Bởi vì có những cái đợt mà rất nhiều người hỏi cái mẫu MA70 chẳng hạn thì nó cũng không về được và cũng không có sẵn hàng, nên là chúng ta cứ thấy những chiếc nào mà đẹp mà phù hợp là chúng ta nhấc máy nên gọi và kết nối luôn. Đây là cái video giới thiệu về những cái mẫu ghế massage hiện đang có tại cửa hàng Ngọc Japan. Bạn nào có nhu cầu về ghế massage nội địa Nhật hãy liên hệ với mình theo số điện thoại 0974945555. Mình là Ngọc Japan, thân ái chào tạm biệt các bạn.